Xin kính chào quý vị, và hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, tôi đang được tham dự một cái sự kiện về cái sản phẩm Incibio 200SC của Syngenta tại Thới Lai, thành phố Cần Thơ, và ở đây đang làm ở Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long quý vị. Công ty Syngenta kết hợp với Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long làm sự kiện này trong vòng 3 ngày. Và đây là cái cổng hơi về cái sản phẩm Incibio 200SC của Syngenta. Và chúng ta sẽ nhìn đây là một cái sự kiện rất là hoành tráng ha. Bên trong đây thì có rất là nhiều bà con nông dân tham dự. Và ngay từ đầu tiên nhất 500 bà con tới cái nơi này là sẽ đi ngang qua đây và đi thẳng ra ngoài ruộng quý vị. Đi thẳng ra ngoài ruộng như thế này. Và ở ngoài ruộng cũng có những anh em dẫn đoàn này. Ở đây là cái đoàn mà tôi tới trễ ha. Bà con mình tới sớm là họ đã ở trong này tham quan mấy cái ruộng xong họ đi ra. Bên phải là ruộng trình diễn của Syngenta và bên trái là ruộng trình diễn giống của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tham quan vào bên trong nhé. Do hình ảnh nó hơi lắc quý vị cũng thông cảm ha. Xài điện thoại mà đi trên cái đường này quay phim nó hơi lắc nên là bà con mình thông cảm. Và ở đây chúng ta thấy rằng là nhiều bà con mình đi trên cái điểm này thì buổi sáng họ đi vào tham quan thì họ nhìn bên cái ruộng trình diễn của Syngenta say xưa. Bây giờ họ đi ra thì họ nhìn bên cái ruộng trình diễn lúa giống cũng một cách rất là say xưa quý vị. Ruộng lúa giống bên đây thì nó rất là trúng nên là bà con mình rất là thích ha. Ở đây chúng ta thấy rằng là bà con mình đi ai cũng có thể bứt một bông cầm trên tay như thế này. Tại vì họ thích cái giống nào là họ cầm vào giống đó. Và ruộng lúa trúng lắm quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là hôm nay là với 1.500 bà con nông dân đi trong 3 ngày ở Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long thì họ thấy rất là thú vị và họ thấy là đi rất là bổ ích trong cái chương trình này. Và tôi cũng muốn ghi nhận lại những cái nội dung này để chia sẻ với bà con mình từ ở ngoài ruộng vô tới trong nhà nhé. Ở ngoài ruộng này thì chúng ta sẽ nghe thuyết trình. Ở đây thì tôi thấy là cái ruộng ở đây là có một cái ruộng Relay Extra ngay chỗ này quý vị. Và lúa được 78 ngày. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghe những cán bộ này thuyết trình nhé. Chỗ đó người ta quần nhiều lắm rồi, ta bứt nhiều lắm rồi. Mấy anh luôn đó, sâu vô trong này nè. Sâu vô trong giùm em. Rồi. Rồi, kính chào quý bà con. Thì tôi tên là Trương Phước Hải Bằng, chuyên viên kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam. Thì bà con đang đứng ở ruộng trình diễn giải pháp Blue Hoa và sản phẩm Relay Extra của Syngenta Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ bà con khoảng 5 phút thôi về cái sự khác biệt trên miếng ruộng này. Đầu tiên, bà con mình tập trung ha. Đầu tiên đây là miếng ruộng sử dụng cái giống OE18. Giống nhau về cái lượng giống gieo xạ là 80kg bằng phương pháp kéo hàng. Từ giống gieo xạ tới lúc lúa nuôi đồng, về kỹ thuật canh tác, về chế độ sinh dưỡng, thuốc bảo vệ thực vật giống nhau hoàn toàn. Từ lúc nuôi đồng 50-60 ngày thì mới có sự khác biệt là bên tay phải tôi là cái ruộng này áp dụng cái giải pháp là Relay Extra với liều lượng là 0,4 lít trên hecta phun ở cử nuôi đồng 50-60 ngày. Còn cái ruộng bên tay trái tôi là phun thuốc trễ hơn ở giai đoạn chỗ lẹt xẹt và phun một loại thuốc khác trên thị trường, không phải là Relay Extra. Tới nay là hơn 20 mấy ngày sau khi phun thuốc, bà con thấy miếng ruộng bên tay phải tôi sao bà con? Cái màu lá sao bà con? Màu lá sao bà con? Màu xanh, còn bên đây nó hơi gà rồi. Rồi anh có thể ngờ cái lá lúa bên đây nó có khác gì không ạ? Hai cái lá lúa anh ngờ bên đây và bên đây nó có khác gì không ạ? Bên đây làm như nó cộm hơn hả? Bên đây nó cộm, nó dày hơn. Nông dân tự tay rồi là phải cảm giác được đây nó cộm, nó dày hơn. So với không có phun gì để hết trà. Cái đó là khác biệt. Giờ anh coi cái bông á, cái hạt lép nó như thế nào ạ? Mấy anh nó thấy những cái bông ở đây, bông ở đây sao anh? Cái tỷ lệ hạt lép bên đây với bên đây có gì khác không ạ? Bên nào cũng thấy có lép mà bên đây làm như ít hơn. Bên đây ít lép hơn, trong điều kiện mưa gió như vậy vào bên đây ít lép hơn. Đó là cái hiệu quả. Bà con nhớ là cái ruộng này đã phun 20 mấy ngày rồi nghe bà con. Hơn 20 ngày rồi mà quản lý bệnh cứng rồi còn hiệu quả kéo dài và tốt hơn bên đây nhiều, bên đây phun trễ hơn. Tức là mới phun có mười mấy ngày thôi mà quản lý bệnh không bằng bên đây. Vì lép ra phun đúng thời điểm nuôi đồng, quản lý bệnh hiệu quả kéo dài trên 28 ngày. Còn các thuốc khác là hiệu quả không kéo dài cho nên là bây giờ họ đã thấy biểu hiện là đã kéo dài lắm là bệnh rồi. Cái này là con sâu đục. Do đó bà con thấy rõ một điều là kỳ lễ cha khi phun ở cử nuôi đồng là giúp lúa chỗ rộ đồng loạt hơn. Bà con thấy cái trà lúa bên đây là 100% nó không cháy me. Còn bên đây bà con thấy sao ạ? Nó không cháy me chỉ mới 70-75% thôi. Một số bông còn lát lát chỗ chưa đều nữa. Đó là khác biệt rất lớn. Và cái thứ hai, kỳ lễ cha hiệu quả quản lý dưỡng bộ lá xanh kéo dài và giúp cho bông lúa sáng hơn, sạch và đặc biệt là gạo cậy chắc hơn.
so với bên đây trong cậy nó bị lép rất là nhiều. Đó là cái sự khác biệt rất lớn khi mà con phun gilet hết cha ở cử nuôi đồng. Và cử nuôi đồng là cái thời điểm quan trọng nhất để quyết định số lượng hạt chắc do đâu. Giai đoạn nuôi đồng là giai đoạn hình thành cái hạt phấn. Khi bà con phun ở thời điểm 50-60 ngày thì hạt phấn mới bắt đầu hình thành, sẽ bảo vệ được cái sức sống hạt phấn, giúp gia tăng cái tỷ lệ thụ phấn thụ tinh về sau, gia tăng được cái tỷ lệ hạt chắc về sau. Do đó bà con cần phải phun đúng thời điểm nuôi đồng, nó sẽ mới phát huy được tối đa hiệu quả. Còn bà con để chỗ để khi mà hạt phấn nó đã màu vàng rồi, nó đã hình thành rồi thì không tăng được cái sức sống hạt phấn được nữa, lúc đó nó đã trễ rồi. Và bà con nhớ là Gilet Extra là sản phẩm đầu tiên của Sinta trên thị trường khuyến cáo người nông dân sử dụng ở cử nuôi đồng trên cơ sở khoa học là để bảo vệ sức sống hạt phấn, bảo vệ cây lúa được tốt, giúp gia tăng tỷ lệ hạt chắc, từ đó giúp bà con tăng cải thiện năng suất so với cái giải pháp trước đây của bà con đang sử dụng. Giờ bà con còn thắc mắc, còn câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Về cái hiệu quả là Gilet Extra hiệu quả tối ưu nhất là bà con phun ở cử nuôi đồng, và nó sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Còn bà con phun ở những thời điểm khác, hiệu quả sẽ không cao bằng phun ở cử nuôi đồng. Còn giai đoạn lúa chỗ đều thì bà con muốn quản lý bệnh ở giai đoạn sau thì bà con có thể phun Amitatop từ lúc lúa chỗ đều tới lúc thu hoạch. Là không. Như thắc mắc cái gì bây giờ, trong đó để 50 ngày mà đến 60 ngày mà mình nhu cầu là nuôi đồng là mình xịt cầu khoảng 45 ngày mình sẽ sống là mình xịt luôn, nó tốt không? Nó tùy thuộc vào cái giống lúa, tùy thuộc vào mùa vụ. Thì bà con nhớ cái thời điểm nuôi đồng mà quyết định hình thành cái hạt phấn á, là lúc đó bông lúa nó đã hình thành khoảng 1 tấc 2, và cái bông, cái hoa nó vẫn còn, cái túi phấn, 6 cái túi phấn nó vẫn còn màu trắng là được. Bà con phun thời điểm đó là nó sẽ giúp gia tăng cái sức sống hạt phấn. 50 ngày thì trong đó tài liệu dạ. Để 50 ngày 50-60 ngày đó là không, cái đó là để bà con tham khảo thôi. Nhưng bà con cứ xé bông lúa ra coi, xé bông lúa ra coi, khi mà bông lúa nó cao khoảng 1 tấc 2 gì nè, bà con xé cái vé, cái nhai quà ra, rồi 6 cái túi phấn bên trong á nó vẫn còn màu trắng, là khung thời điểm đó là tốt nhất. Dạ, cảm ơn bà con. Trong kinh có mưa bão không? Dùng thế đâu, mưa thông báo. Mấy bữa nay mưa ngay lúc cuối chỗ không anh? Đây mưa dữ lắm hả? Mưa dữ lắm luôn. Cầm thiệt chứ thử gì. Dạ, tiếp tục mời một cái đoàn tiếp theo. Anh dẫn đoàn anh chỉ tiếp tục đây dùng em đi đặng. Có gì chú chuyển vô nhà bạn cho nó đẹp, cho nó mát chút chút ha. Anh, lấy cái con lúa xích đây nè. Chỗ đó cái lùng nó không rõ rồi. Lấy cái bông đó vậy hả? Xích lên phía trên chút giùm em ha. Đặng cho nó mát mát, có nhà bạn mình kìa hiểu không anh? Đây, muốn nè. Cái cuối rồi, chứ mình cuối. Dạ rồi, tiếp theo một cái đoạn mới nha. Của Sita chúng ta ngày hôm nay thì để tiện việc trao đổi thì cũng xin tự giới thiệu, tên là Sang, chuyên viên kỹ thuật công ty Sita Việt Nam. Hiện tại bà con nông dân đang đứng trên ruộng trình diễn giải pháp Romo của công ty Syngenta. Romo không phải là một loại thuốc nha bà con, mà là tên gọi của Syngenta đặt mà thôi. Romo là một giải pháp tích hợp bao gồm chế độ canh tác, biện pháp giống phân bón. Nhưng mà đặc biệt ở đây là Romo đây sử dụng một loại thuốc của sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của Syngenta đúng từng giai đoạn trên cây lúa quan trọng để giúp phát huy hiệu quả tối quá nhất cái sản phẩm của Syngenta. Thì cái ruộng đây sơ lược thì là xử ruộng cho bà con mình nắm nha. Cái ruộng này là giống OM18 88 ngà sao xạ rồi. Theo đánh giá của Sang chắc khoảng tuần lễ nữa thu hoạch được ha. Thì đối với OM18 đây thì ở đại diện lúa thực hiện 80kg keo hàng trên hecta, phân bón như nhau, chỉ khác nhau là thuốc bảo vệ thực vật giặt mà thôi. Bữa đây tập quán địa phương thông thường thì phun ở 3 giai đoạn: làm đồng, chỗ liệt sẹt và chỗ đều. Ở bên giải pháp Romo thì nó hơi khác một chút. Làm với giải pháp Romo chúng tôi phun 3 thời điểm chính: làm đồng, nuôi đồng và chỗ đều. Chỗ đều sạch chúng tôi không phun. Thì cũng xin chi tiết thêm về cái giải pháp Romo cho bà con mình nắm nha.
ngay từ giai đoạn đầu khi mà chúng ta trộn giống xong rồi, chúng tôi có sử dụng cái sản phẩm Rusea 350 FS để chúng tôi chăm sóc hạt giống, liều lượng là 40ml cho 100kg giống. Tiếp theo chúng tôi quản lý cỏ bằng thuốc trị cỏ tiền để mầm Sohit 300 EC với liều lượng là 1 lít trong hecta. Tiếp theo giai đoạn mà để nhánh nếu có xuất hiện đạo ôm lá gây hại ảnh hưởng đến đồng ruộng thì chúng tôi tiến hành phun Filia, nếu không thì chúng tôi không phun. Tới thời điểm làm đồng khoảng 45 ngày ở ruộng này, chúng tôi phun sản phẩm là Filia cộng Tinspe. Liều lượng của Filia là 50ml Filia cộng 30ml Tinspe cho 1000m2. Thời điểm nuôi đồng là khoảng, nãy bà con nông dân mình đã được xem á, là khoảng 50 đến 60 ngày sau xạ thì chúng tôi phun lại sản phẩm Gilead Extra, liều lượng là 40ml cho 1000m2. Tiếp theo thời điểm là chỗ điều, bông lúa chỗ thoát lên trong khoảng 1 giờ thì chúng tôi phun sản phẩm Amitatop, liều lượng là 50ml cho 1000m2 để chúng tôi kiểm soát bệnh hại. Tới thời điểm hiện tại chúng tôi không có phun gì nữa hết. Thì thông bà con thấy là dưới sản pháp Gomo, ở trong cái mô hình này chúng tôi cũng thông tin thêm, chúng tôi có trình diễn thêm cho bà con mình thấy một cái sản phẩm thuốc trừ sâu chuẩn bị có trên thị trường cho bà con nông dân mình sử dụng, đó chính là sản phẩm NCBO 200SC. Sản phẩm cắm cái bảng đó cho bà con mình thấy ha, là trên mấy ruộng này chúng ta có thể sử dụng sản phẩm NCBO. Về liều lượng là chúng tôi phun là 100ml cho 1 hecta, liều lượng 1000m2 thì 10cc cho bà con ha, để kiểm soát sâu lá. Đặc biệt NCBO thì nó quản lý luôn những con sâu kháng thuốc, cỡ như sâu gói lưới trên đồng ruộng bà con nông dân mình. Về các về cơ chế tác động thì họ bà con mình thể vô hội trường mình hỏi thêm nó tác động như thế nào, hiệu quả như thế nào thêm theo bà con. Nhưng mà đặc biệt trên ruộng bà con thấy là sạch vấn đề mà sâu cuốn lá, đó chính là NCBO mang lại cho bà con nông dân mình. Sang xin tóm lại, Romo có những điểm gì quan trọng nhất ở đây? Với giải pháp Romo sẽ giúp cho bà con nông dân mình là tiết kiệm lần phun, chúng tôi chỉ phun 3 lần chính thôi. Giảm chi phí phun, chúng tôi chỉ phun 1 đến 2 lọ thuốc chơi một lần phun. Và điểm thứ ba nữa là với giải pháp Rumo chúng tôi đã thực hiện nhiều điểm thì nhận thấy là năng suất tăng hơn so với tập quán nông dân là 15% về năng suất. Và đặc biệt bà con mình thấy trên cái miếng ruộng bên tay trái nè, tập quán địa phương này, bà con thấy những cái lỗ mà hơi sập sập không? Bà con biết gì không ạ? Nó bị đậu ôn cổ bông á. Và bên đây thì vẫn còn xanh. Thì theo bà con nông dân mình làm lúa mình chọn bên tay phải của sen hay là bên tay trái à? Nếu mà mình sẽ mình tin tưởng rồi là giờ mình bỏ. Làm lúa mình chọn bên tay trái này hay bên tay phải nè? Cỡ này còn thịt nữa. Ai chọn bên tay phải cho chạy khó là thật lớn. Cỡ này 15 ngàn. Tốn tiền. Dạ vâng. Thì đó chính là toàn bộ về giải pháp Romo. Thì không biết mấy chú mình còn vấn đề gì cần là có thêm thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Nếu không thì có thể mời những đoàn nhờ bà con nông dân mình di chuyển thẳng vô hội trường à, để tiết kiệm thời gian à. Dạ rồi. Nếu còn có hỏi thì vô hội trường hỏi tiếp theo bà con. Mời bà con mình di chuyển theo anh dẫn đoàn cầm bảng ru xe dùm xe nha, di chuyển thẳng vô hội trường để chúng ta tham quan.